Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Shop Sunmin. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau test hiệu suất cái tấm năng lượng mặt trời 200W mono dành cho hệ 12V đây mọi người nhé. Hiện tại thì hệ 12V thì tấm 200W đang có tấm công suất lớn nhất này. Tấm này kích thước là 1m x 1m3, chiều dài của nó là 1m3 này. Chiều ngang là 1m. Tấm này 72 cell mono 5/3. Đây cell mono đây mọi người nhé. Khung nhôm của nó dày 4cm này, rất là dày luôn, rất là chắc chắn. Ở chỗ này cái hộp của nó này, nãy mở ra, mỗi tấm riêng một hộp luôn mọi người nhé. Lúc đóng gói cho mọi người ấy, thì bên em sẽ chèn xốp cả mặt trước lẫn mặt sau này, rất là an toàn luôn. Đây là những tấm xốp để đóng gói pin mặt trời này. Kia là pin 170W, lô này toàn là pin 170 thôi. Đây này em quay qua cái tấm 170 tí nhá. Hộp của nó này, đây 170 đây, 170 thì 36 cell. Đó, 170W Solar Fancy này. Đó, 170 thì người ta đóng hộp quy cách là 2 tấm, kích thước là 1480 x 680 x 35. Quy cách của nó đây này, 2 tấm trong một hộp. Đây là 170 hết nha, 170. Còn tấm này là tấm 200, 200 thì mỗi tấm một hộp như thế này. 200W cũng của Solar Fancy này. Đây, hiệu này thì em bán ra rất là nhiều cho mọi người rồi. Hàng rất là đẹp luôn, mọi người hiệu suất dùng khá là cao, mọi người đánh giá rất là tốt. Đây là những tấm pin mono mọi người nhé, dùng cho hệ 12V. Còn nếu mà 24 hoặc là hệ hòa lưới thì chúng ta sẽ đấu nối tiếp lên. Còn dùng một tấm hoặc là đấu các tấm song song thì sẽ dùng cho hệ 12V. Bây giờ sẽ đem ra để test hiệu suất. Chỗ em bây giờ là gần 3 giờ chiều rồi, có một chút nắng này. Đây quay qua ngoài này tí nhá, ánh nắng của buổi chiều đây mọi người này. Đó, vẫn còn một chút nắng. Bây giờ mặc dù nó đã đổ bóng như thế này rồi, cái bình ắc quy hay test thử đây mọi người này. Đây là bình Vision 12V 150Ah. Đây mọi người nhá, dung lượng là 150Ah. Bên này thì đang làm cái khung bên này, máy hàn các thứ này. Đó, đây là những tấm pin mặt trời này, 170W. Lô này có 170 và 200 và 110 về rất là nhiều. Đây tấm 200W của chúng ta này, bây giờ sẽ test thử cái tấm này. Dây dẫn mặt sau đây mọi người nhé, thông số này, lát nữa xem luôn nhé. Bây giờ đem ra nắng test cho mọi người luôn này, không là nó hết nắng mất. Đây 200 rất là nhiều này, 170. Đó, bên này nữa này, sẽ dùng cái bộ sạc này mọi người nhé. Bây giờ sẽ dùng bộ điều khiển sạc Shure 30A này, PWM. Sạc này thì nó đa chức năng, có thể sạc được cho bình ắc quy này, pin lithium này, pin LiFe PO4 này. Có hai cổng sạc điện thoại này. Đây các tiếp điểm, hôm trước em quay test với cái pin lithium rồi. Hôm nay test với bình ắc quy, vừa test cái sạc này luôn và vừa test với thông số của tấm 200W mọi người nhé. Các tiếp điểm đầu nối của nó này, thiết kế rất là chắc chắn này. Đấy, bộ này là mẫu 30A này, 12-24V auto luôn này. Đó, ở trên này thì em có rất là nhiều. Đây, những bộ sạc 30A của Shure đây, hộp vỏ của nó đây. Chúng ta sẽ chọn chế độ B01 cho bình ắc quy mọi người nhé. Đây, rồi bây giờ sẽ đem ra ngoài này test thử nào. Ở đây chỗ này là đấu nối cái bộ điều khiển sạc với bình ắc quy rồi, và kết nối với pin mặt trời ngoài kia luôn mọi người nhé. Tấm của chúng ta hôm nay test thử là tấm 200W này. Vì về chiều rồi nên về để check nghiêng hướng bóng như thế, hướng nắng như thế. Nó đổ bóng về hướng bên kia. Đây dây dẫn kéo vào đây này, dây này khá là xa đấy. Dây em dùng test đây là dây 4mm. Đây là cái bộ điều khiển sạc của chúng ta này, nó đang báo điện áp từ pin mặt trời điều chỉnh qua điều khiển sạc nạp vào là 13.6V này. Cái bình ắc quy đây, bình 12V 150Ah, cái bình em hay test. Chỗ này là dây 2.5 thôi này. Kết nối bình ắc quy với điều khiển sạc này và dây của pin mặt trời vào đây này. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái dòng nạp của tấm 200W này nhé. Nhiệt độ này, hiện tại chỗ em đang là 33 độ C. Dòng là 10.7A. Thử điều chỉnh một cái hướng nắng xem nó có lên được tí nào nữa không mọi người nhé. Bây giờ tấm pin đang để như thế, em thử check bóng lên tí nữa em.
Đấy, check lên nhá, check lên như thế một tí nhá. Xem cái dòng, cái hướng nắng rất là quan trọng mọi người. Điều chỉnh hướng nắng một tí thôi là dòng nó sẽ thay đổi. Không đúng là nó sẽ giảm, đúng là nó sẽ lên. Giảm rồi em ạ. Hạ tấm pin xuống tí, hạ tấm xuống. Đấy, nó lên 10,8 này mọi người này. Hiện tại dòng lên đấy 10,8A này. Thử hạ xuống một tí nữa xem sao em. 10,9A rồi mọi người này. Đây, chỗ này 10,8A này. Đó, tấm pin đang để ngoài kia mọi người này. Đó. Em thử hạ tấm xuống nữa, tí nữa nhá. Nãy nó lên đến 10,9 rồi đấy. Dòng bây giờ là được 10,8 này. 10,8 mọi người. Tại vì bây giờ nắng không được tốt lắm. Nắng mà đúng buổi khoảng tầm 1 giờ ấy thì nó phải lên khoảng hơn 11A đấy. Bây giờ là 3 giờ chiều rồi. Mà dòng đạt 10,8, lúc nãy có một tí lên được 10,9. Cái này còn phải theo cái hướng nữa. 10,8 mọi người này. Em thử để đứng tấm pin lên xem nào nhá. Để đứng hẳn tấm pin này, không đúng hướng tí nào này. À hơi lệch hướng tí, nó dòng nó giảm này. 9,7 đấy, 9,7A này. Thôi hạ xuống đi em, hạ xuống đi em. Mọi người xem dòng nó thay đổi nha. Đấy, 10,7 rồi, 10,8 này, đấy. Hướng đặt chuẩn là như thế. Đấy, bây giờ là hướng của 3 giờ chiều này. Dòng của tấm này lên tới 10,8A mọi người. Còn lúc 1 giờ thì chắc chắn nó sẽ lên khoảng 11A, hơn 11A. Bộ này thì có báo dòng này, báo dòng này, báo điện áp này. Đây là dòng tải này. Dòng tải hiện tại không có cổng tải không đấu nên là bằng không nhá. Đây là điện áp và điều chỉnh từ pin mặt trời nạp vào cho bình ắc quy này. Nó có các chế độ này. Nạp cho bình ắc quy này, nạp cho pin lithium này, nạp cho pin lithium PO4 này. Nạp cho bình ắc quy thì chúng ta để chế độ chỗ này này, em chỉ sang chỗ này nhá. Đây B01 này. Còn nếu mà cài cho pin lithium là chúng ta sẽ giữ nút này giúp em này. Giữ nút này này, điều chỉnh sang B02 nhá. Đó là pin lithium. B03 là pin lithium sắt phốt phát lithium PO4 này. Là B03 nhá. Ở đây em đang dùng cho quy nên là để ở chế độ B01 này. Giữ nút này này. Đó, tùy từng loại. Bộ này rất đa năng. Có thể nạp cho bình ắc quy này, nạp cho pin lithium và pin sắt lithium. Đây các chế độ cài đặt khác nhau này. Mấy cái thông số này cũng không cần quan tâm lắm. Chúng ta chỉ quan tâm cái điện áp nạp vào này. Cái dòng vào, nhiệt độ môi trường. Dòng vào hiện tại tấm này là 10,8A nhá. Hôm nay là tranh thủ test cái tấm 200W cho mọi người một tí. Với cái bình 12V 150Ah như thế này. Dùng tấm này thì cũng nạp được rồi, nhưng mà mọi người muốn nạp nhanh ấy, có thể dùng hai tấm 170. Hai tấm 170 thì công suất của nó là 340W thì sẽ nạp nhanh hơn. Hoặc là hai tấm 200W như thế này. Chúng ta nạp cho bình từ 100 đến 200Ah. Đây, quay cái tấm 200W gần hơn một tí nữa cho mọi người xem. Đây là tấm 200W của chúng ta mọi người nhé. Đang để check theo hướng mặt trời này. Bây giờ là chỗ em là 3 giờ chiều rồi. Đó. Xem cái thông số định mức của nó một tí nhá. Nãy là lên tới 10,8A. Đây là cái thông số của tấm 200W này. Đó, mono fancy của 200W. Kích thước là 1m33 x 992 x 40mm. À, cái dòng định mức chỗ này mọi người này, dòng định mức là 10,72, nhà sản xuất thiết kế là 10,72A. Thì lúc nãy test là lên tới 10,8 rồi, là bây giờ là 3 giờ chiều lên tới, vẫn lên tới 10,8, nó vượt hiệu suất luôn. Đây là điện áp định mức là 18,67 này. Khi mà qua cái bộ điều khiển sạc ấy thì nó sẽ điều chỉnh về mức 13,7 để nạp cho các bình ắc quy, hoặc là 13,8. Còn chúng ta nạp cho pin lithium thì sẽ điều chỉnh về 12,6 đến 12,7. Còn pin sắt thì 14,2 đến 14,4V mọi người nhé. Tấm này là 200W này. Đấy, các thông số của nó đây nhé. Đây là điện áp hở mạch này. Đây là dòng ngắn mạch này. Đây là điện áp định mức này. Đây là dòng định mức này. Đây các chứng chỉ tiêu chuẩn của nó đây nhé. Đây tấm này là tấm 200W. Cái này là 1m33 này, dài này. Còn ngang là gần 1m. Ngang là 992 à, 0,99 0,99m. Đây, tấm 200W của chúng ta đây nhá. Đấy. Càng về chiều thì dòng nó sẽ càng giảm xuống. Chúng ta lưu ý lúc nạp ấy, thì buổi trưa nó sẽ nạp nhanh hơn, còn về chiều thì dòng nó sẽ giảm dần. Bộ điều khiển sạc em đang test là bộ 30A đa chức năng, có thể nạp được cho cả pin lithium, bình ắc quy và pin sắt.
ở LiFe PO4. Hôm nay em sẽ làm với pin LiFe mọi người nhé. Hôm trước là làm với pin lithium rồi. Đây cái bên nhạc quy này. Tấm 200W này thì mỗi tấm nó sẽ có một hộp riêng. Mọi người có nhu cầu đặt hàng thì cứ đặt bên em sẽ đóng gói rất là cẩn thận, gửi đi cho mọi người. Đó, hôm nay test thông số để mọi người yên tâm hơn như thế nhá. Có nhu cầu đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua Zalo 0375122365. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.